Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ngửa bài trước mặt Tô Chủ tịch, thủ chính, đối tác khó lường, đối thủ khó chơi. Chỉ cần chưa đầy một tháng, ông Tô Lâm đã đánh gục Võ Văn Thưởng. Cũng với thời gian ngắn như thế, Tô Lâm vung gươm thì ghế của Vương Đình Huệ gãy và bà Trương Thị Mai cũng ngã lăn ra khỏi chiếc ghế quyền lực của mình. Tất cả mọi đối thủ dưới tay Tô Lâm đều bị hạ nhanh chóng. Tuy nhiên, có một đối thủ mà sau rất nhiều năm, Tô Lâm vẫn chưa thể quật được, mà giờ đây lại còn chia tay ra, bắt tay kết đồng minh, đó là ai? Qua bao năm sóng gió trên chính trường, ông Phạm Minh Chính vẫn sừng sững ngay bên cạnh một Tô Lâm có sức mạnh như sóng thần, là minh chứng rõ nét nhất cho nội lực của ông đương kim thủ tướng Cộng sản này. Điều đáng nói là Phạm Minh Chính không phải là người lớn mạnh nhờ ẩn nấp dưới cái ô quá lớn của Tổng Trọng. Vậy có thể nói, đối thủ lớn nhất của ông Tô Lâm hiện nay là Phạm Minh Chính chứ không phải ai khác. Bài tẩy của Phạm Minh Chính đã bị lật, nhưng người chơi bài vẫn chưa thua. Trước khi Võ Văn Thưởng bị đánh, tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo vẫn là vô danh. Công ty này chỉ nổi danh chừng một tháng trước khi ông Thưởng ngã ngựa. Tương tự, tập đoàn Thuận An của Nguyễn Duy Hưng cũng chỉ nổi tiếng một thời gian ngắn trước khi Vương Đình Huệ ngã ngựa. Cả hai doanh nghiệp sân sau được hai nhân vật thuộc tứ trụ nói trên đỡ đầu, có thời gian rất dài ẩn mình để kiếm chác. Đó là những con bài tẩy của các quan chức. Một khi bài đã bị lật ngửa thì người chơi bài cũng phải buông tay chịu thất bại. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ. Còn câu chuyện của ông Phạm Minh Chính thì rất khác. Lá bài tẩy của vị thủ tướng này đã bị lật ngửa cách đây hơn 2 năm, chính là AIC. Và chủ nhân của nó là Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tô Lâm cũng đã xác định sai phạm của chính quyền tỉnh Quảng Ninh thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư đối với các dự án giao thầu cho AIC và cũng khởi tố vụ án. Thậm chí Tô Lâm cũng đã đưa viên tướng thiện chiến nhất của ông là Đinh Văn Nơi đến tận sào huyệt của ông thủ tướng, nhưng đến nay vẫn chưa làm gì được. Điều đáng nói là trước khi Tô Lâm cất vó bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì đã có người cung cấp tin cho nữ doanh nhân này cao chạy xa bay. Vậy ai đã giúp bà Nhàn trốn thoát? Dễ đoán, bởi đó chỉ có thể là người đỡ đầu của bà Nhàn. Việc để cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đánh hơi sớm mà trốn thoát cho thấy trong bộ máy điều tra của Tô Lâm có người của ông Phạm Minh Chính. Việc quan trọng là Tô Lâm cần phải moi ra những kẻ nội gián này, nếu không nhất cử nhất động của ông đều sẽ bị Phạm Minh Chính nắm rõ. Tô Lâm cũng rất giỏi cài nội gián. Ông đã thành công cài Vũ Hồng Văn vào cơ quan của Trần Cẩm Tú. Khổ nỗi con bài nội gián mà Tô Lâm cài thì ai cũng thấy. Nhưng con bài nội gián mà Phạm Minh Chính cài vào hàng ngũ của Tô Lâm thì cho đến lúc này vẫn chưa bị lộ. Chỉ cần nhìn vào thế cài người như vậy cũng đủ thấy Phạm Minh Chính, một kẻ vừa cao tay vừa khó lường. Phạm Minh Chính vừa là đối tác khó lường, vừa là đối thủ khó chơi của Tô Lâm. Gần đây, ông Phạm Minh Chính lại bắt tay với ông Tô Lâm để hạ Vương Đình Huệ và dẹp bỏ thế lực của Nguyễn Phú Trọng. Trước mắt, ông Chính nhường cho ông Tô Lâm về nhất và ông Thủ tướng chấp nhận thân phận về nhì. Có vẻ như ông Thủ tướng đang nhún nhường trước Tô Lâm. Thế nhưng một người bề ngoài thì nhún nhường, nhưng sau lưng lại tung hàng, cài vào hàng ngũ của đối tác, thì rõ ràng đây là đối tác khó lường. Với cách bắt tay như thế, việc ông thủ tướng đổi màu tắc kè từ bạn sang thù có khi chỉ như cái lật bàn tay. Chỉ cần cơ hội chín mùi thì đối tác này của Tô Lâm sẽ lại biến thành kẻ thù ngay lập tức. Phạm Minh Chính lúc thì đổi màu thành đối tác, lúc đổi màu thành đối thủ, thật khó lường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin ngửa bài trước mặt Tô Chủ tịch, thủ chính, đối tác khó lường, đối thủ khó chơi. Bị Tô đánh quá rác, phe Nghệ An liên minh với Hà Tĩnh bàn nhau chiến. Thế cờ hiện nay đã rõ, sau khi hạ được Vương Đình Huệ, Tô Lâm đang nhắm đến Phan Đình Trạc của nhóm Nghệ An và Trần Cẩm Tú của nhóm Hà Tĩnh. Đây là hai nhóm chiếm số lượng đông nhất trong Trung ương Đảng. Sau khi Vương Đình Huệ ngã ngựa, hai nhóm này đã bổ sung thêm một ủy viên Bộ Chính trị mới. Tuy nhiên, nếu để cho Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú gục ngã tiếp, thì rất khó để phục hồi số lượng ủy viên Bộ Chính trị cho hai nhóm này. Đối với Phan Đình Trạc, Tô Lâm đang có trong tay Nguyễn Văn Yên để khai thác. Còn đối với Trần Cẩm Tú, Tô Lâm đang có nhóm lãnh đạo công ty cây xanh Công Minh. Hiện nay, Tô Lâm vẫn đang chỉ đạo cho Lương Tam Quang tiếp tục siết thòng lọng vào hai nhân vật này. Trước đây,
nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh không liên minh chặt chẽ, vì vậy mới để cho Tô Lâm đánh cho tan tác. Có lẽ vì thế giờ đây cả hai nhóm này phải kết nối chặt chẽ hơn để chống lại những đòn hiểm mà Tô Lâm đang nhắm vào họ, bởi vì cả hai nhóm đang có chung một kẻ thù, Trần Cẩm Tú, người có quyền lực nhất trong nhóm Hà Tĩnh. Theo một nguồn tin nội bộ, cách đây khoảng một tháng, Hội Nghệ tỉnh, bao gồm các lãnh đạo và cựu lãnh đạo cấp cao, đã có hai cuộc gặp mặt, một ở Hà Nội và một ở Sài Gòn. Cuộc gặp ở phía Nam do cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì. Được biết, ông Tư Sang quê ở Long An, nhưng gốc gác ở Hòa Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông luôn tự xem mình là một nhân tố thuộc phe Hà Tĩnh hơn là người Long An. Ông Trương Tấn Sang hiện nay đã không còn thực quyền. Tuy nhiên, kinh nghiệm trên chính trường của ông là tài sản quý báu đối với phe Hà Tĩnh. Tại thời điểm này, phe Hà Tĩnh rất cần một quân sư giàu kinh nghiệm để cố vấn cho họ về kế sách đối phó với những đòn đánh hiểm của Tô Lâm. Lợi thế của ông Tư Sang là biết kết đồng minh để chống lại những kẻ mạnh hơn mình nhiều lần. Ở nhiệm kỳ 2011-2016, ông Sang đã liên minh với ông Nguyễn Phú Trọng để đánh vào phe Ba Dũng. Nhờ đó mà ông Sang không bị dính đòn của ông cựu thủ tướng họ Nguyễn. Ở thế yếu không thể một mình chống lại kẻ mạnh, làm thế chỉ có thể là tự sát. Hiện nay, nhóm Hà Tĩnh đang ở thế yếu, không thể tự mình chiến với nhóm Hưng Yên được. Cho nên họ cần phải liên minh. Thực ra, bao lâu nay, nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn thường liên kết với nhau, chứ không đối đầu. Có điều sự liên kết này còn quá lỏng lẻo, khiến cả Nghệ An và Hà Tĩnh đều chịu tổn thất đáng kể trước những đòn tấn công của Tô Lâm. Nhóm Hà Tĩnh hiện đang phải chạy đua với thời gian, còn khoảng 17 tháng nữa là đến Đại hội 14. Nếu không tự bảo vệ thì đến thời điểm ăn chia, Hà Tĩnh sẽ chẳng giành được miếng bánh nào đáng kể. Cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang không thể ngồi yên khi nhóm Hà Tĩnh đang bị tấn công mạnh. Trong nền chính trị Việt Nam, thua cuộc là mất tất cả, chứ không giống các nước dân chủ, thua lần này thì lại nỗ lực cho lần khác. Hiện nay, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ không còn bất kỳ cơ hội nào để trở lại chính trường được nữa. Và chắc chắn nếu Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú cũng ngã ngựa, thì hai người này cũng mất hết cơ hội. Như vậy, dồn hết lực lượng, tận dụng sức mạnh tập thể của phe nhóm và huy động cả kinh nghiệm của những cựu quan chức để cố vấn, tham mưu, miễn sao trụ cho qua được sóng gió. Bằng không, nếu để ngã ngựa, không những kẻ ngã ngựa mất tất cả, mà cả nhóm lợi ích cũng tan tác theo. Xem ra lần này, nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh phải gồng hết sức mình để trụ lại trước cơn bão lớn. Còn cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nếu có thể giúp được nhóm Hà Tĩnh trụ qua đại họa, thì tương lai của cậu ấm nhà ông cũng sẽ sáng sủa hơn. Tô Lâm thừa thắng xông lên, phe Nghệ An Hà Tĩnh thì quyết không để thua thêm lần nữa. Xem ra cuộc chiến giữa phe Hưng Yên và Liên minh Nghệ Tĩnh sẽ còn nhiều hấp dẫn. Phim còn hay, hãy chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin bị Tô Lâm đánh quá rác, phe Nghệ An liên minh với Hà Tĩnh bàn nhau chiến. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d